Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của chị đẹp để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Rồi sau đây xin kính mời quý vị và các bạn mình vào phía trong để gặp chị đẹp ha. Đây chị đẹp đây quý vị. Chào chị. Chị chào kênh Mai Vàng Quay Dừa nha. Xin chào tất cả cô chú anh chị gần xa luôn. Hôm nay mình có đem về lô mai dảo hạt Thủ Đức á để giao lưu với cô chú anh chị. Thì mình cũng cảm ơn cô chú anh chị, những clip vừa qua cũng đã ủng hộ mình hết clip. Thì clip này cũng tiếp tục ủng hộ mình nha anh em. Thì mình địa chỉ của mình là ở ấp 2 xã Nghĩa Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của mình là 0339903105. Hình thức của mình là bao ship toàn quốc luôn anh em. Mấy anh em ủng hộ mình nha. Rồi, mình vào cây số 1 luôn nha quý vị. Mình cũng bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Cây số 1. Mã số 1. Cao khoảng 1m7. Rồi, 1m7 chiều cao luôn. Đó. 1m7, 1m8. Đây, vòng luôn ha. Rồi, dừng luôn chị đẹp. Đây, đây cành. Rồi, nút nụ luôn. Đây quý vị, nút nụ bự bự không ha quý vị ơi. À, con nụ bự bự luôn ha. Qua 51. Rồi, tay cành ha quý vị, mình kéo xuống luôn ha, nút nụ thì quá xá bự luôn. Rồi, quanh 21. Rồi, 21. Để đây quý vị. Để đây anh em ơi. Ông to to luôn ha. Rồi, cứ xây xây luôn. Cái để to to nè. Để nôm luôn. Đại cũng đều luôn ha. Để nôm. Rồi, cây này giao lưu như chị. Cây số 1 mình giao lưu giá 1.2 anh em. Rồi, 1.2 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Qua cây mới luôn, mã số 2 bên đây. Mã số 2 cao cũng khoảng 1m7 anh em. Rồi, khoảng 1m7 chiều cao quý vị. Rồi, dừng luôn chị ơi. Đằng ngang nó khoảng 1m3. Rồi, đằng ngang khoảng 1m3. Cao 1m7. Đó, tại cành đó quý vị, còn nút nụ đây nè. Đặt kẹo luôn ha. Đó, nút nụ quá xá đẹp ha này. Mua về chơi Tết nha quý vị. À, quý vị mà có nhu cầu lặt lá thì chị Năm mình sẽ lặt, còn không thì chị Năm để lá lại cho quý vị ha. Qua 54. Rồi, 24. Rồi, để đây quý vị. Để đẹp. Nhưng mà rồi, này nó có chất thẹo nha anh em. Thẹo đây ha. Chất thẹo nhưng mà nó cứng, nó liền thì thầy nói thầy. Rồi. Rồi, xe tiếp chị. Cây này giống là gì đấy thầy? Xuân báo không vậy ba? Rồi, giao lưu nhiêu đây? Cây số 2 mình giao lưu giá 1.4 nha không? Rồi. Cái này giống nó lên nó cái bệt xù quá vậy ta. Lên bệt. Lên bệt rồi nè. Cây số 2 để lên bệt xù rồi nha anh em. Đây. À quý vị. Bệt gì đó hàng vàng vàng đó quý vị. Rồi, 1.4 ha chị. Giá 1.4. Rồi, qua cây số 3 luôn. Chuyển sang cây số 3. Đây, mã số 3 đây số 3 quý vị. Đây, cao khoảng 1m8 luôn. Rồi, khoảng 1m8. Đằng ngang đằng khoảng 1m4. Rồi, đằng thông luôn ha quý vị. Đằng thông nha anh em. Rồi, dừng luôn chị ơi. Ai đỉnh độc quý vị. Rồi, quý vị ơi, cái nút nụ nè. Quá xá luôn. Bự luôn ha. Đặt kẹo luôn ha. Nút nụ là quá xá đẹp luôn. Hay mua về chơi Tết hết ý ha quý vị. À, còn tay cành nữa ha. Quành 21. Rồi, 21 quành quý vị. Để nè anh em. Đó, rồi xây luôn chị. Để nở nha anh em. Đây. Để nở này. Đặt hết tên này ha. Kèo, rồi cái này giao lưu như chị. Cái số 3 mình giao lưu giá 1.3 luôn anh em. Rồi, 1.3 quý vị ơi. Rồi, qua cây mới luôn, mã số 4 bên đây quý vị ơi. Cây số 4 thôi anh em. Rồi, mã số 4. Cao khoảng 1m7 anh em. Rồi, 1m7 cao nha quý vị. Đằng ngang khoảng 1m4. Rồi, dừng luôn ha. Hai cành. Rồi, nút nụ luôn quý vị. Đây quý vị ơi. Nút nụ ha, tròn nha quý vị, bự ha. À. Rồi, tay cành trong đây quý vị. Đó. Quành 22.
Rồi 22 hoành. Để nở nha anh em. Rồi xem dòng đế luôn chị. Đây có để nở đây. Rồi xem tiếp. Cái cũ nở. Cũ nó nở rồi. Giống hình là con gì quá ha. À. Rồi cái này giao lưu nhiêu chị? Giao lưu gì cây số 4 mình giao lưu giá triệu tư thôi anh em. Rồi triệu tư nha quý vị. Giống hình hu. Đó. Quá xa ha. Đây, qua cây mới luôn, mã số 5. Mã số 5 đây quý vị ơi. Cao khoảng 1m6 anh em. Rồi, 1m6 cao. Tầng ngang nó khoảng. Tầng ngang thì rộng thanh thang luôn nè. Tầng ngang là khoảng 1m7 à. À. Rồi, dừng luôn nha chị. Rồi, đỉnh đây. Rồi, quý vị xem tay cạnh luôn ha. Rồi, chị đừng có xê dịch nha. Đây quý vị nút nụ luôn ha. Nút nụ quá xá luôn ha, bự 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 luôn nha quý vị. À, tay cành trong đây quý vị. Đặt hết trơn nè. Rồi, quanh 23 này. 20 3 đây. 23. Để né nhánh này qua rồi, chính xác quý vị ơi, 23 nha. 23. Rồi, để đây. Đây để gãy toàn nha anh em. Tay cành cần đế nè, bự bự luôn ha. Tay cành cũng to nha anh em, lực lực ghê luôn cây. Rồi giao lưu nhiêu chị? Cây số 5 mình giao lưu giá 1.2 triệu anh em. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 6 cái gì ơi? Sao mã số 6 cao khoảng 1m7. 1m7 cao. Rồi. Tàng ngang cũng khoảng 1m7 anh em ơi. Rồi hết sức cái tàng luôn ha. Lá thì xanh đậm đen luôn. Rồi đỉnh đọt đây quý vị. Đây kính mít trên trên. Lá thì xanh đậm luôn. Rồi giữ cố định nha chị. Đừng xây nữa nha. Rồi nút nụ quý vị. Một phân một cốm nha anh em. À quý vị nút nụ bự 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 không ha. À đây. À giờ tới tại cành trong cái quý vị. Dạch cây à, tay cành trong cũng quá xá luôn ha. Lúc nụ cũng đặt hết trơn nha quý vị. À. Đế đẹp anh em ơi. Quá trớn cái bích chân tới ta nè. Rồi để lặt bớt số lá với cành dưới nha quý vị. Lặt bớt mới thấy nha. À, tay cành nè quý vị. Rồi cho cái hoành luôn chị. Cái đấy đẹp ghê luôn anh em ơi. Rồi cho cái hoành cái mình xây chị. Hoành 24. Rồi 24. À, cái cây này nó có xù ta đã. Đâu cái nó có cục xù nữa này ơi. Để cứ xây đi cho quý vị xem. Đây cái cục xù đấy nè. Cứ xây đi chị. Rồi. Cái cục xù không này. Xù nhỏ thôi. Đấy đẹp ha. À nó có cục tay cành cũng chia cũng đều luôn đó quý vị. Đó nó có cục xù nhỏ nè. Rồi giao luôn. Luôn như chị. Cây này mình giao lưu giá 2 triệu nha anh em. Rồi 2 triệu ha. Rồi xuống cây qua cây mới luôn. Rồi. Qua cây mã số 7 luôn quý vị ơi. Rồi số 7 đây. Số 7. Số mấy rồi? 30 rồi. Số 7 mình cao khoảng 1m6 à anh. Rồi 1m6. Tầng ngang nó khoảng 1m3 anh em. Đủ luôn. Có 1m6 à. Rồi dừng luôn nha chị. Đây đỉnh đọt quý vị. À, rồi tay cành nè. Rồi quý vị xem nút nụ luôn nha. Đây quý vị. Có nút nụ nè. À. Đây, nút nụ đây nữa nè. Ha. Có nút nụ chi tát hết nha quý vị. Hoành 54. Rồi, hoành 24 ha. Đây là cây này nó có những cái bạch vàng vàng đây nè quý vị. Cái này nó như xù nữa. Cái này mình mới dám báo lại quý vị này là xù nha. Trên nữa nè thầy. À. Đây là ngay trên lá này có cái bạch xù nữa nè. Xù nhỏ, thấy không? Ở trên nó có những cái nút nhỏ nhỏ. Nè. Chị che cái tay em đâu có thấy tay đó, không ạ? Đó thầy. Thấy chưa có mấy lớp bạch xù nhỏ rồi nó vàng vàng nè. Ừ. À vàng nè. À.
đây cũng có á, nó ra cành luôn rồi, cho cái quạt bao giá. cứ sơ mà quẹt hoài đó. Rồi á, quạnh đi. Cây chú quải này mình giao lưu á, 1,5 triệu nha anh em. Ồ, quạnh. Ồ, quạnh 24. 24 hả? Dạ. Rồi. Phải lo lại cho chính khỏe không? Lo qua quẹt xù, không có nhớ. 24 luôn. Đúng rồi này. Rồi. Rồi, xuống cây. Dạ, 1,5 triệu nha anh em. Rồi, qua cây mới. Số 8 ha. Số mấy? 8 cái này. Cây số 8 nha. Số 8 cao khoảng 1,6 m, ngang khoảng 1,4 m. Rồi dừng luôn. Rồi nút nụ quý vị đi xem luôn nha. Ở trong một clip vậy mình sẽ có dựng một đoạn ngắn để quay nút nụ cho quý vị ha. Quý vị xem thích cái nào cứ alo cho chị đẹp ha. Đó, cụm cái cụm đó không? Rồi, đó tổng thể luôn nha quý vị. Rồi, 22. Rồi, xây luôn, xây vòng cái cũ này coi. Đó quý vị. Để cũng có 6 xa ha. Rồi, giao luôn như vậy. Cái số mấy vậy ta, cái số 8 mình giao lưu giá 1,2 triệu nha anh em. Dạ. Rồi. Qua cây mới luôn quý vị ơi. Số 9 bên đây. Qua số 9 luôn chị ơi. Chuyển sang cái bản số 9. Bản số 9 mình cao khoảng 1,6 m anh em. Rồi, 1,6 m cao. Bằng ngang khoảng 1,3 m. À. Rồi quý vị xem ha. Rồi nút nụ quý vị. Không quá xá nè. À. Rồi, cái tay cành trong nha quý vị ơi. Tôi ăn đem em một thân một cốt nha anh em. Tay cành trong. Rồi kéo xuống nha, dưới luôn nha quý vị ơi. Rồi quanh. Quanh 52. Rồi 52 quanh. Cái số 9 này giao lưu với anh em giá 1,3 triệu nha anh em. Đó, đây anh em ơi. Rồi, tiếp chị. À. Rồi, 1,2 triệu hả chị? Dạ. Rồi, xuống cây quý vị ơi. 1,3 triệu. 1,3 triệu hả? Dạ. Rồi, 1,3 triệu. 1,3 triệu. Rồi, mã số 10. Chuyển sang mã số 10. Mã số 10 đây. Cao chắc khoảng 1,5 m anh em ơi. Rồi, cao 1,5 m, tăng ngang chắc cao 1,5 m. Dạ. Rồi, tăng còn luôn. Tăng ngang rộng. Cây này nhiều rang. Ờ quý vị. Đây cần nhiều rang. Thích nút nụ bự không à quý vị ơi. Đó. Tàn thì tròn do luôn ha. Rồi xong rồi lát túi cho. Cành trong quý vị. Cũng bự luôn ha. Mềm ở trần đất cứ ngồi ngót. Tinh thần nè. Rồi quanh 19 rồi đây, đây. 19 có dư. Rồi 19 quanh quý vị ơi. Cái số 10 mình giao lưu với anh em giá 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu nha quý vị. Đều ghê luôn. Tàn đều đế, đế cũng đều nè quý vị. Đế đều nè. Ồ cái đế nè. Rồi. Đế đều rồi. Rồi 1,2 triệu nha quý vị. Rồi qua cái tiếp theo luôn. Sang cái 11. Rồi 11 đây quý vị ơi. 11 cao khoảng 1,9 m anh em. Rồi 1,9 m cao. Rồi ngang. Càng ngang cũng khoảng 1,9 m luôn anh em ơi. Ngang cũng rộng thênh thang đây. 1,9 m luôn à. Đó, xây tiếp. Rồi, dừng luôn, cái tàn hết sức cái tàn luôn. Quá xá to luôn. Mình dạch mà cũng không thấy gì trong quý vị ơi. Rồi nút nụ quý vị xem nút nụ luôn nha. Đây. Bự bự ha quý vị. À, dạch ở trên không được thì dạch ở dưới ha quý vị. Bóng lên à, đây, tay cành quá xá ha. Rồi xuống dưới luôn, quanh luôn. Quanh 24 đây. Rồi 24. Rồi ta khoan nha chị, khoan xây nha. Đây để bắn lên tay cành nè. Rồi chị quay tay cành xây xây cho quý vị xem tay cành này quý vị, mình bắn lên ha.
À, cứ tiếp tới chị, xe tiếp đi dừng hoài vậy. À, ừ, cứ điều điều vậy đó. À. À, còn để dưới đây. Để đây. Chị tiếp chiếc xe điều điều chị, đừng có dừng lại. Để đẹp quá anh em ơi. À. À, giao lưu nhiêu chị? Cái này mình giao lưu với anh em giá 8 anh em. À, điều 8 nha quý vị. Chốt đi quý vị ơi. Rồi, qua cây mới quý vị ơi. Rồi, qua cây mới mã số 12. Rồi, mã số 12 quý vị. Cao khoảng 1m9 anh em. Rồi, 1m9 chiều cao. Rồi, cứ xây xây luôn. Rồi, đỉnh đọt đây quý vị ơi. Rồi, bạn quay tự xây lên xây ngược. Đây. Rồi, nút nụ luôn nè quý vị, quý vị xem nút nụ luôn nha. À. Rồi, tay cành đây. Rồi, hoành luôn. 24 hoành. Rồi, 24 chính xác ha. Rồi, rồi, rút thước. Cái 12 nè. Rồi, cây 12 giá 1.2 triệu hả chị? Giá 1.2 triệu luôn. Rồi, 1.2 triệu quý vị ơi. Chốt đi quý vị ơi. Nha anh em. Rồi, qua cây bên đây luôn. 13 ở ngoài đây. Mã số 13. 13 cao luôn. Khoảng 1.5 m. Rồi, cao khoảng 1.5 m nhưng quý vị. Rồi, đem ra ngoài đây giờ sáng rồi đâu quý vị ơi. Nãy giờ trong lưới lan nên nó bị tối ha. Đó. Đây nút nụ rồi quý vị, quá xá luôn ha. À, tay cành cũng đẹp luôn. Nút nụ bự 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 ha, chưa tết hết ý. Để nôm nè anh em ơi. Quanh. Quanh 18. Rồi, xây vòng đế luôn, để nôm luôn. Đó. Đấy nôm rồi. Rồi. Mã số 13 này. Rồi, 1.2 triệu ha quý vị. Rồi. Mình qua cây 14 quý vị ơi. Đây mã số 14 đây. 14 cao khoảng 1.8 m. Rồi khoảng 1.8 m. Là ngang khoảng 1.5 m. Rồi xây xây luôn. Đây mạnh dữ ta. Rồi dừng luôn. Đáng rồi. Đó, đọt đây quý vị. Hợp tay cành luôn ha. Rồi quý vị xem nút nụ luôn nha quý vị. Cái gì? Ngồi viết ha. Rồi tay cành mình ở dưới mình bắn lên nha quý vị ơi. Đó, tay cành dưới mình bắn lên nè, cũng quá xá luôn ha. Rồi cho cái hoành luôn chị ơi. Hoành 54 luôn. Rồi xây nhẹ vòng đế luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Giao lưu giá 1.6 triệu anh em. Rồi 1.6 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình qua cây 15 bên đây quý vị. Quá rõ luôn chứ chối gì. 15 mình cao khoảng 1m6. Rồi 1m6. 1.5 m. Rồi đang cũng động thanh thang ha. Ngang khoảng 1m6. Đang động cao. Rồi tay cành đó quý vị. Còn nút nụ nè quý vị ơi. Quá xá nút nụ luôn ha. Đó. Tay cành bắn ngang không ha. Hoành 22. Rồi 22 hoành chính xác. Còn tay cành lên bắn lên nha quý vị. Rồi chị cứ xây chị. Tay cành nữa quý vị. Rồi giá cái nãy mình nói rồi hả chị? Giao lưu với anh em giá 1.2 triệu luôn anh em. Rồi 1.2 triệu quý vị ơi. Rồi qua cây mới luôn, mã số 16 ở đây quý vị ơi. Mã 16. Mã 16 cao khoảng 1m7. Rồi 1m7. Ngang 1m5. Đó, ra ngoài đây quay sáng trưng ha quý vị. Còn ở cổng nãy tối quá ha. Đây nắng chết luôn rồi nè. Nắng chết tuần chết muốn cây sáng được rồi. Tưởng tuần kem chống nắng hay gì? Đó quý vị. À tay cành đây ha. À.
Đây nút nụ quý vị. Đây. Quá xá luôn ha. 53 808. Rồi, 23 hoành để đây. Đó quý vị. Đây này cũng nở nha anh em. À cũng nở. Rồi đoạn tay cành gần nhà để gốc ha quý vị. À. Cũng nở ha. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Cây 16 mình giao luôn giá triệu tư rồi anh em. Rồi, triệu tư nhân quý vị. Đây, quá cây mới luôn. Cây 17. À số 17. 17 nhìn cao khoảng 1m6. Là ngang khoảng 1m3 anh em. Rồi, cao 1m6 ngang 1m3. Cái này mình can tàn lại ha anh em. Con tàn ha. Ừ, con tàn lại rồi. Đỉnh đọt quý vị, một cốt ha. Tay cành cũng quá xá ha. Đỉnh hơi ngắn. Rồi quý vị xem nút nụ luôn nha. Giữ cố định nha chị, đừng xe nha. Đó quý vị, nút nụ nè. Đặt hết trơn ha. Này chơi Tết hết ý luôn. Rồi, tay cành gần đò ở dưới nè quý vị. Đó, cũng đặt hết trơn ha. Rồi, hoành luôn. Hoành 53. Rồi, xe nhẹ dùng đế cái báo giá luôn. Củ nở nha anh em. Đây, củ nở nè. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Cây 17 mình giao luôn giá 1.2 luôn anh em. Rồi, qua cây mới luôn nha quý vị. 1.2 ha, mã số 17. Rồi, mã số 18. Mã 18 mình cao khoảng 8 anh em. Rồi, 1.8. Mã số 18. Tàn ngang nó cũng khoảng 150 nha. Rồi, tàn ngang nó đây. Đó. Rồi, dừng luôn. Đó, xanh đậm luôn ha. Rồi, đỉnh đọt. Đây. Cái dạch ở trong quý vị, tại cành trong nè. À, còn nút nụ đây quý vị. Bự 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 ha. Quá xá ha. Cho Tết hết ý luôn ha quý vị. Đó. Ủa đặt hết trơn rồi quý vị ơi. Đây. Ha. À. Quanh 24 yếu mình tính chưa hơi quanh. Chưa. Để từ từ thôi. Không thấy nào cũng buộc liền. Rồi quanh. Quanh 24 yếu mình tính 23 nha anh em. Rồi để đây quý vị. Để đẹp nè anh em ơi. Quá trơn để đẹp. Để đẹp vệ sinh xuống. À. Xè đều hết trơn ha. Rồi xây xây luôn. Giao lưu nhiêu chị? Đây 18 mình giao lưu giá 1.6 luôn anh em. Rồi 1.6 không quý vị ơi, để đẹp ha. Rồi qua cây tiếp theo luôn. Cái này luôn à. Rồi mã số 19 bên đây. Đó, quay 27 cây để rồi. Rồi tới đây đi. Mã số chị nép bên CCC bên kia, chị đừng có để quay camera gần chị quá. Cái mã số 19. Mã số 19. Bên kia. Đừng có nép xa. Quay bắn mai chứ không có bắn người. Rồi. 18 nha. Đây, đứng đọt đây. À quý vị. Tay cành đẹp ha. Để dạch luôn rồi, tiếp nha quý vị nọ. Kẹo ha. Rồi, khoan. Nó nút đủ đây quý vị. À. Tròn tròn ha. À, tay cành đây. Cần đoạn dưới ha. Rồi, hoành 21. Để đây quý vị. Để đây. À, để xè ha. Tiếp chị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? 19 thì mình giao lưu giá 1.9 nữa là. Rồi. 1.9. Rồi. Qua cây tiếp theo. Rồi tiếp tục cây 20. Giờ vô lưới lan tiếp rồi quý vị ơi. Cây 20 này nó cao khoảng 1m6 anh em. Tầng ngang có khoảng 1m5 anh em ơi. Rồi cao 1m6 ngang 1m5. Đây quý vị. Tay cành đẹp ha. Rồi nút nụ bự bự không quý vị ơi. Đó, nút nụ bự bự không ha. Giờ ta thách ý luôn ha. Đây. Quanh 21. Đặt lá đây bớt cái nha quý vị. Đó. Chỗ đây thì hơi tối hơn so với ngoài rồi ha. Quanh rồi 21 quanh ha. Rồi xây chậm nha chị. Đó. Đâu thấy. Có mà. Đâu.
Cây mưa mình giao lâu giá 1 triệu nha anh em. Rồi 1 triệu quý vị ơi. Ủa quên 1 triệu 2. À, 1 triệu 2 hả? 1 2. Đây, có số đây, 1 triệu 2 đây. Đây, qua cây mới luôn. Chưa, đứng đi. Mốt chưa có hả? Rồi, mã số 21 quý vị ơi. Nó cao khoảng 2,5 m nha anh em. Rồi, khoảng 2,5 m cao. Là ngang 2 m trở lên. Rồi, cao thì 2,5 m. Đó, cây này cây khủng nha của clip này nha quý vị. Cái khủng của clip này nha. Rồi. À, cao lúc ở trên luôn. Rồi, nút nụ quý vị xem nút nụ rồi quý vị ơi. Đó, nút nụ quá xá luôn ha. Rồi để trên đọt rồi cao quá nên mình dịch không tới, dịch ngang trong tầm tay ở dưới đây nha quý vị ơi. Đó. Còn đoạn gần gần dưới đây mình dịch mới được. Là à che. Yeah. Rồi giờ kéo xuống dưới nha quý vị. À, tay cành gần đoạn dưới đây ha quý vị. À, bự bự ha. Rồi. Chị. Nép nép nép. Rồi cho cái hoành với rồi mình báo giá luôn ha. Rồi 29 nha. Rồi xây dòng luôn chị. Để này cũng vip à. Cây bự ra xây tiếp chị. À. Tiếp luôn. Cây vip nha. Cây này vip nhất trong clip mình đó quý vị ơi, clip hôm nay nha. À, để quá trời. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mình giao lưu cây 21 rồi giá 4,3 nha nè. Rồi, 4,3 nha quý vị. Rồi, 7 nút dễ xài. Qua cây 22 luôn. 22 ở trong. Rồi, mã số 22. 22 này cao khoảng 1,6 m. Rồi, 1,6 m cao. Ngang khoảng 1,4 m. Rồi, dừng luôn chị ơi. Xe nhiều quá, quý vị coi cũng không có kịp. Chấm. Rồi, cứ quay đúng vòng được rồi. Thầy nói gì cũng từ từ. Rồi. Đây, quý vị, nút nụ quá xá rồi xa luôn ha. Tròn. Đó. Còn tay cành ở trong đây dịch thử nha quý vị. Đó. Không thấy rõ hết ha. Họ xuống dưới luôn nha quý vị ơi. Tay cành đoạn dưới thì quá xá nè. Quanh 21. Né chị đẹp ra. Chị họ chỉ rà cái chỉ lại camera nữa. Rà cái vô đó. 21 cái quanh nó coi lại nha. 23. Quanh 23. Rồi xây. Rồi, đó cứ xây đều đều ha, đừng chậm đừng nhanh ha. Rồi cứ đều đều. Đó. Rồi giao lưu nhiêu chị? Cây em hai mình giao lưu giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi qua cây mới luôn. Đây chiếc kem nữa này. Để đen nữa này thầy ơi. Chuyển sang mã số 23. Rồi mã số 23. Khoảng 9-2 m nha anh em. Rồi khoảng 2 m đi. 2 m. Trở lại. Rồi 2 m trở lại nha. Rồi đàn ngang đây. Đua tủa. Rồi để mình quay nút nụ luôn nha quý vị ơi. Ai nút nụ quý vị. Đây mấy cái cành gần gần nè quý vị, nút nụ đây nè. À, chơi tết được ha. Đây hồi viết còn viết hết trơn ha quý vị ơi. Để mình dạch tay cành trong nha quý vị, đợi xíu nha quý vị ơi. Cây đâu đẹp dùng mát này nắng quá. Đó, tay cành trong ha quý vị. Mấy đói giờ nắng. Rồi xuống tay cành gần đoạn dưới đây. Đây là cành lực không anh em ơi, quá trơn cái tay cành. Tay cành lực. Đây, rồi hoành luôn. Thầy uống đây. Nóng lên. Báo giờ báo chị. 25 yếu mà tính 24 thôi nha. Rồi. Xây gì? Xây dòng. Cái số 23 mình giao lưu với anh em giá 2 triệu. Rồi 2 triệu nha quý vị, đấy cũng đẹp ha, tay cành cũng thích nè ha. À.
Ê, đó, quay lại chú vị xem đế trên chụp xuống đó nha. Rồi, qua cây mới luôn. Vô trong lưới lan luôn. Lưới lan nữa rồi hả? Rồi. Thì giấu. Giờ vô đây cho mát vậy, khỏi tốn tiền sức kem. Chuyển sang mã số 24, cao khoảng 1m7 nha. Rồi, xe xe qua bên kia chị. Đằng chị. Ngang. À, đằng ngang khoảng 1m3. Quên cứ lại gần hoài cái làm đó. Như cái camera này có sức hút gì đẹp hay gì á, hồi sắp lại gần rồi đuổi hoài à, đã đuổi hoài cái hồi sắp lại hoài quý vị ghiền lại gần thầy cái gì mà à, ghiền ông thầy hỏi ông cái bên ông quýnh à đó nút đủ quý vị ơi tròn tròn ha à tay cành đây ha à. Rồi hoành luôn hoành 22 hoành ha. Rồi giao lưu nhiêu chị em quý bốn giao lưu giá 1 triệu nha anh em. Rồi 1 triệu rồi quý vị ơi. Rồi mã số 25 cao, mã số 25 cao khoảng 1m6 1m6 rồi xen vòng chị ơi. Rồi ngồi xuống xe chứ chị nắm cái tay cành chị kéo cũng không có mạnh. Rồi xe đi chị. Tiếp bên đây kính mít nào không thấy đường vô. Rồi dừng đây đi. Rồi đỉnh đọt nha quý vị, tay cành cũng đều luôn ha. Tay cành kích rịch luôn ha. Tay cành hả quý vị, còn nút nụ đây quý vị, nút nụ ngồi viết hết trơn ha. Đó đây nè ha. Rồi xuống dưới đây quý vị ơi, chị đẹp báo hoành rồi, xuống lên. Ủa chưa hả? Rồi 25 hoành ha, 25. Rồi tay cành đoạn gần đoạn dưới đây quý vị cũng đặt kẹo hết trơn ha. Đây cây 25 hoành 25 để đây. Rồi giá nhiêu đây chị? Thầy đó, báo luôn đi. Giá từ tư nha quý vị ơi. 25 hoành 55 giá từ tư. Để xe đều nha. Đó. Rồi qua cây 26 ở trong rồi quý vị ơi. Đem ba. 27 cây thôi hả? Rồi mã số 26 đây quý vị. Nép nép ngồi qua bên kia đó chị. Đuổi hoài cứ sắp ở đây hoài à. người ta quay mai rồi cứ sàn lấy ngay chỗ cao ra quay. Cái đít không hả? Có được cái lưng nhá, có đít à. Rồi vô nè. Mét 7 kìa. Rồi mét 7. Đằng ngang khoảng 1m6 nha. Rồi cao mét 7 ngang mét 6. Đó, hồi đo hoành cây mai áo đỏ luôn à. Mai đỏ, rồi. Mai đỏ là bông vàng. Quý vị nút nụ quá sáu quý vị ơi. Còn tròn trơn nào quý vị. À. Quả 55. Ơi gấp dữ vậy. Chưa tay cành đó cho quý vị xem cái. Bò luôn, lết không luôn. Bắp chi bé hoài. À, tay cành nữa quý vị. Rồi, 25. Rồi, xen vòng luôn. Để đó. Đây, để nở nha anh em. Củ nở chứ. Đây. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ. Còn cây 26 hoàng mày giao lưu với 2 triệu nha anh em. Rồi 2 triệu nha quý vị. Đế đẹp nha anh em. Để quá xa đế ha. Đế thì củ nở luôn. Rồi cây này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ alo cho chị đẹp ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Còn cây nữa. Sao? Ủa còn hả? Còn cây nữa. Ờ vậy còn nữa quý vị ơi. Rồi 27. Vậy Rồi quý vị ơi, còn cây nữa quý vị ơi. Xin lỗi quý vị nha. Số 27 này mới là bản số cuối cùng của clip nha anh em. Rồi. Lấn thầy luôn. Rồi, ép người luôn. Cây cao khoảng 1m8. Đằng ngang cũng khoảng 1m7 anh em ơi. Đằng ngang cũng rộng quá. Rồi, dừng luôn. Đỉnh đọt đây quý vị ơi. Đấy, cây 27 mới hết, cây 26 quý vị ơi. Cây này cây cò đây. Dạch tay cành trong quý vị ơi. Rồi nút nụ luôn nha quý vị. Đây. Đó quý vị.
nụ cũng quá sáo luôn ha. Rồi xuống dưới tay cành đoạn dưới của dì ơi, để bắn lên cái nha chị. Rồi chị xe vòng. Xe vòng. Xe mới đo đúng không? Dạ, xe vòng rồi. Đó. Tay cành đoạn dưới ha. Rồi cho cái hoành luôn. Dạng muốn lên chị xù. 54 này. Rồi xe nhẹ vòng ha. Đó quý vị, quý vị xem để nè. Hoành 54. Cái cây này mình nuôi là có thể nó lên xù nha em nè, có con bệt nữa nè. Đấy con bệt đó thầy. Thấy không? Thấy không thầy? Nó có con bệt xù á. Mới hiện tượng thôi. Cái bãi vậy. Nhỏ nhỏ. Rồi, cái này giao lưu nhiêu chị? Cái số 27 này mình giao lưu giá 1.600.000 nha anh em. Rồi, 1.600.000 quý vị. Rồi, cây này mới gọi là cây cuối của clip đó quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau ha.